Lan Ngọc sẽ dùng thẻ đen quyền lực để cứu ai. Có quyền hồi sinh một chị đẹp bị loại trong đêm công diễn 3, nhóm trưởng Lan Ngọc liệu có cứu thành viên nào trong nhóm mình? Trải qua hành trình luyện tập cực khổ và gặp phải nhiều sự cố, 20 chị đẹp của bốn nhóm nhạc đã mang đến những màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu công diễn 3. Đặc biệt, phần thi đấu nhảy được trông đợi nhất tuần qua đã diễn ra trọn vẹn với nhiều cảm xúc từ nghe thở kịch tính đến thăng hoa nhờ sự thể hiện xuất sắc của bốn chị đẹp Khổng Tú Quỳnh, Em Ly, Diệp Lâm Anh và Phương Vi. Kết quả của phần thi đấu nhảy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc của công diễn 3. Với sự đầu tư ấn tượng cùng những giọng hát khủng và khả năng biến hóa đa dạng, nhóm mắt sắp ước gì mưa phi trường khiến sân khấu chị đẹp đạp gió rẽ sóng nổ tung và nhận được số điểm cao nhất từ khán giả và ban giám khảo. Đây cũng là nhóm duy nhất được thăng cấp vào công diễn 4. Cũng tại công 3, chị đẹp đạp gió rẽ sóng, bốn chị đẹp nhận được số phiếu bình chọn thấp nhất từ khán giả và phải dừng chân lần lượt là Khổng Tú Quỳnh, Thanh Ngọc, Giang Hồng Ngọc và Hương Ly. Nhóm Vì Sao mang đến một tiết mục kể về tình yêu của người phụ nữ hiện đại và quá trình vượt qua sự đau khổ khi yêu để sống với một cuộc đời mới. Đó là lý do trong phần giản dựng của nhóm Vì Sao có phân đoạn Linh Ly tự giản vặt chính mình và rơi tự do từ trên cao xuống. Để tập luyện cho tiết mục này, Linh Ly buộc phải vượt qua nỗi sợ độ cao của bản thân, bước qua giới hạn để cùng đồng đội tạo ra một tiết mục trọn vẹn trong suốt quá trình luyện tập nhóm trưởng lan ngọc luôn là người kế bên để hướng dẫn cổ vũ cũng như là tiếp thêm năng lượng để linh ly thật tự tin để hoàn thành động tác khó này nhận xét về nhóm trưởng lan ngọc uyên linh và thanh ngọc thể hiện sự yêu quý dành cho đàn em thanh ngọc nói lan ngọc luôn là người thể hiện sự mong muốn của nhóm đến ekip chương trình để có thể tạo nên một tiết mục trọn vẹn cho năm chị em uyên linh cho hay rất phục lan ngọc vì kinh nghiệm giàn dựng sân khấu để làm cho tiết mục trình diễn được hài hòa và bắt mắt nhất Kết quả nhóm mắt sáp ước gì Mưa phi trường có tổng 8 điểm và trở thành nhóm an toàn thăng cấp vào công diễn thứ tư. Nhóm vì sao 5 điểm, nhóm hai đứa trẻ 4 điểm, nhóm màu hồng chủ nhật 3 điểm. Ba nhóm còn lại trở thành nhóm nguy hiểm và có nguy cơ có thành viên phải tạm dừng chân tại hành trình đạp gió rẽ sóng 2023. Kết quả bốn chị đẹp phải dừng chân lần lượt là Khổng Tú Quỳnh, Thanh Ngọc, Giang Hồng Ngọc và Hương Ly. Riêng nhóm của Lan Ngọc bị loại tới hai thành viên khiến đội trưởng không ngừng khóc và nhận sai về mình. Ở tập 8, chị đẹp Lan Ngọc đã nhận được chiếc thẻ đen quyền lực với nhiều lựa chọn một trong hai, đặc quyền gồm hồi sinh cho bản thân hoặc chị đẹp chẳng may tạm dừng ở công diễn 3, hoán đổi hai bài hát của mình với nhóm khác. Từ chối quyền hoán đổi, Lan Ngọc chọn quyền hồi sinh cho một chị đẹp chẳng may phải tạm dừng cuộc chơi. Nhiều khán giả đồn đoán người được Lan Ngọc cứu chính là Khổng Tú Quỳnh. Còn các bạn thì nghĩ sao? Lan Ngọc sẽ cứu chị đẹp nào? Sẽ được tiết lộ tại tập 10 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, được phát sóng vào ngày 30 tháng 12 năm 2023 lúc 21h15 trên VTV3 mời các bạn cùng đón xem nhé.